chỉ thêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương, nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Chớ vương vấn câu lợi danh, sắc tham đắm trong tư xanh, quyết lùi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mê. Vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Vang lời đầy tình người, thời gian nhé xin ngừng trôi. Vì sân si nên sầu bi, tham muốn lâu nên khổ đau. Tuổi xuân dần tan từng ngày, nào hay biết quay về mau. Chớ vương vấn câu lợi danh, sắc tham đắm trong tự xanh, quyết lùi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bửu Long Đường Thượng Chư Vị Lịch Đại Tổ Sư Hòa Thượng Khai Sơn Tạo Tự Tiền Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng với bạch trên giác linh Hòa Thượng Ân Sư Thượng An Hạ Nguyện Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử kính mến, hôm nay tiếp tục ngày 14 tháng 9 tiếp tục chia sẻ về những lời Phật dạy cho quý nam nữ Phật tử tại chùa Bửu Long. Thì trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp, thầy xin gửi tới toàn thể đạo tràng của chúng ta lời chúc sức khỏe, an lạc, hạnh phúc và ai cũng tu hành tinh tấn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, hôm nay là ngày 14, như vậy thì chỉ còn có là 5 bữa nữa thôi là ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi năm như vậy là chúng ta có 3 ngày vía, tháng 2, tháng 6 và tháng 9. Như vậy thì vài bữa nữa là tới là cái ngày viếng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và để cho quý nam nữ Phật tử hiểu nhiều về Bồ Tát, cũng như là trong lúc hành trì tu học, chúng ta khỏi có bàng hoàng lo lắng, cũng như là gửi trọn niềm tin của mình về Bồ Tát Quan Thế Âm. Chính vì thế mà trong buổi tối hôm nay, cái đề tài mà thầy chia sẻ cùng quý vị có tựa đề là gieo duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì xin kính thưa với nam nữ Phật tử, chúng ta là những Phật tử đi chùa, từ là những người chưa thuần thành cho tới là những người thuần thành, hoặc là với nam nữ Phật tử là những người phải nói là từ trước giờ có đi chùa
và những người ít đi chùa, hoặc là những người phải là thỉnh thoảng chỉ tới chùa một lần hai lần thôi. Nhưng mà khi nói tới Bồ Tát Quan Thế Âm thì chắc có lẽ là chúng ta ai cũng biết hết. Thì khi nói tới Bồ Tát Quan Thế Âm thì ai cũng biết hết, không ai là không biết. Và nhiều khi mình đi hoặc là mình làm việc, đôi lúc quý nam nữ Phật tử mà trong lòng chúng ta cảm thấy bất an, lo lắng, lo sợ thì chúng ta đều trì niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Như vậy thì bây giờ kính thưa quý nam nữ Phật tử, để gieo duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm thì đạo tràng quý nam nữ Phật tử chúng ta đầu tiên á, là chúng ta phải có một cái niềm tin tuyệt đối với Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì giữa ta với Bồ Tát mới có một cái sự giao cảm với nhau. Còn nếu như chúng ta tin tưởng Bồ Tát nhưng mà còn nghi ngờ, còn sợ sệt, thì cái niềm tin, cái sự nghi ngờ này nó sẽ không giúp ích gì cho chúng ta. Mỗi lúc chúng ta trì niệm, chúng ta cảm thấy là hình như là chúng ta cũng chưa có nhiệt tâm, chưa có hết mình. Cho nên giữa ta với Bồ Tát Quan Thế Âm có duyên với nhau, nhưng mà nhìn kỹ lại nó không có duyên. Như quý Phật tử đã thấy thì tất cả những ngôi chùa ở trong huyện Chợ Mới của chúng ta nè, ngôi chùa nào cũng có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại vì Bồ Tát Quan Thế Âm hạnh nguyện của Ngài là cứu khổ ban vui. Hạnh nguyện của Ngài là từ lúc mà Đức Phật A Di Đà, thời Đức Phật A Di Đà cho tới bây giờ, hạnh nguyện là như thế. Bồ Tát thì không phải là người cùng thời với Đức Phật Thích Ca, nhưng là một vị là cổ Phật thời Đức Phật A Di Đà. Và những tiền kiếp Ngài thường là những vị trưởng tử con của Đức Phật A Di Đà. Cho nên khi nói tới Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta thấy là nhiều khi là suy nghĩ là Đức Phật Thích Ca thành đạo ở cõi này, rồi Bồ Tát Quan Thế Âm lại là một nhân vật như thế nào mà được nhắc đi nhắc lại ở trong kinh Tạng. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 25 cũng nói tới Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi kinh Địa Tạng cũng nói tới Bồ Tát Quan Thế Âm, kinh Bi Hoa nói tới Bồ Tát Quan Thế Âm. Đa phần là những bản kinh Đại Thừa đều nói tới Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì hạnh nguyện của Ngài là không thể nào mà phải là nghĩ bàn được. Và hạnh nguyện của Ngài là cõi ta bà này và nhiều cõi phương khác nữa. Cho nên cái hạnh nguyện tuyệt vời như thế, vì cái chỗ là hạnh nguyện tuyệt vời, từ bi vô hạn lượng, cho nên tất cả các kinh điển Đại Thừa đều nhắc đi nhắc lại hạnh nguyện của Ngài. Như vậy thì bây giờ ta với Ngài đã có nhân duyên gặp nhau ở tại cõi Tha Bà này, không phải là gặp trực tiếp mà gặp gián tiếp qua những lời giảng của quý thầy, quý sư cô, và gặp gián tiếp trong kinh điển. Như vậy thì bây giờ để ta với Bồ Tát Quan Thế Âm có một cái duyên sâu dày với nhau, thì trong đời hiện tại này chúng ta phải tha thiết trì niệm hồng danh Bồ Tát Quan Thế Âm để gieo một cái đại duyên với Ngài. Như vậy thì bây giờ mình muốn gieo duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm, mình phải gieo duyên như thế nào? Thí dụ như quý nam nữ Phật tử đang chạy xe ngoài đường, mà mình đi tới cái cảnh chùa nào đó mà đang chạy ngang trên đường á, mà chúng ta nhìn vào ngôi chùa chúng ta thấy có hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, thì nhiều khi chúng ta đang chạy xe chúng ta xá không được, chúng ta không thể nào ngừng lại, hoặc là có thể ngừng lại được thì không nói gì, nhưng nếu như không ngừng lại được thì chúng ta nhìn thấy hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm rồi, thì chúng ta niệm trong lòng chúng ta lầm thầm khoảng chừng 5 câu 10 câu là chúng ta đang duyên duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn nếu như chúng ta ngừng lại, chúng ta vào, chúng ta thắp nhang, chúng ta đảnh lễ, thì đây là một cái điều quá tốt. Đó là một điều quá tốt. Đó là mình nói về cái khía cạnh là gieo duyên, là cũng như là thỉnh thoảng đó nha, là những người không có điều kiện đó. Còn những người mà có một cái tâm hồn
cũng như là có một cái sự lo lắng là không biết là tương lai của mình như thế nào. Thí dụ như mình sống thì mình sợ đau bệnh, sợ tai nạn, sợ những cái điều phải nói là xui xẻo đối với mình, sợ phải nói là khổ đến với mình. Như vậy thì bây giờ chúng ta từ cái chỗ nguyên nhân sợ đó, cho nên bây giờ quý nam nữ Phật tử có một cái nhìn xa, thì chúng ta nên gieo duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm. Và cái cách gieo duyên là Thầy vừa nói một ý nhỏ đó, một ý nhỏ là chúng ta gặp tôn tượng, chúng ta đảnh lễ, chúng ta gặp kinh Phổ Môn, chúng ta phải nói là cũng cung kính, chắp tay hình hoa sen đó, chắp tay chúng ta xá lễ kinh. Tại kinh là những lời vàng ngọc của Đức Phật nói được kết tập lại, ta gọi là pháp bảo. Mà pháp bảo là nhị bảo, lớn hơn tăng bảo nữa. Phật bảo, pháp bảo mới tới là tăng bảo. Cho nên tất cả những kinh điển nói chung cũng như là kinh Phổ Môn nói riêng, thí dụ như mình nhìn thấy bản kinh Phổ Môn này, cái người không biết Phật Pháp, không biết tu học thì người ta như thế nào cũng không sao, do người ta không biết. Còn nếu chúng ta là những người đã biết tới chùa tu tập, đã biết quy tam bảo rồi, chúng ta nhìn thấy tôn tượng, chúng ta biết niệm Phật, chúng ta biết cúi đầu, chúng ta đảnh lễ, thì khi nhìn thấy pháp bảo tạng kinh, chúng ta cũng là cung kính, chúng ta xá lễ. Tại vì trong cái quyển kinh này là có những lời dạy của Đức Phật, và trong cái bản kinh này cũng có vô số Bồ Tát trong này. Đó là những cái cách gieo duyên cơ bản thôi. Còn nếu như thật sự chúng ta muốn có một cái tâm nguyện tu hành và phát nguyện đời này nương về ngôi tam bảo để giải quyết những cái nỗi khổ niềm đau, giải quyết những cái chướng duyên, những cái nợ nần, những cái nghiệp chướng quan gia, và đặc biệt trong hiện tại này là xin cho con được bình an, thì quý nam nữ Phật tử phải có những cái phương pháp tu tập, tu tập trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó. Trì niệm ở đây, trì là nắm giữ. Cái chữ trì ở đây là chúng ta nắm giữ, chúng ta thường xuyên nhớ niệm, không quên, gọi là trì. Hoặc là mỗi một ngày như vậy mình có những cái thời khóa nhất định, sáng hoặc là trưa, chiều hoặc là tối hoặc là khuya, thì cái giờ nào chúng ta cảm thấy là rảnh rỗi nhất, không có ai làm phiền mình, thì mình trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm từ 15 phút lợi ích, nửa tiếng và một tiếng rưỡi, hai tiếng. Những người nào mà thực hành được như vậy là chúng ta đang trì danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Trì danh hiệu thôi nha. Nên nhớ chỗ này, là chúng ta mới có trì danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thôi. Chúng ta đang gieo duyên từ từ. Và tiến thêm một bước tu hành nữa, thì các Phật tử chúng ta thường thì chúng ta nghe là Bồ Tát Quan Thế Âm là cái hạnh tu của Ngài là lắng nghe, cứu khổ, ban vui cho chúng sanh cõi ta bà này nói riêng và những chúng sanh ở cõi khác nữa. Như vậy thì bây giờ Bồ Tát Quan Thế Âm là từ bi vô lượng. Bồ Tát Quan Thế Âm là từ bi vô lượng. Từ bi có nghĩa là mình vừa trải mở tình thương. Mình thấy chúng sanh khổ, Bồ Tát Quan Thế Âm khởi lòng thương, nghe kêu khổ là Ngài giúp đỡ, Ngài liền tới để Ngài cứu khổ ban vui. Thì bây giờ nếu như mình trì niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, mình muốn tạo giữa mình với Bồ Tát có cái sự là gắn kết gần gũi với nhau, thì hiện bây giờ trong cuộc sống thực tế chúng ta phải tu tập được một phần nào cái hạnh từ bi giống như là Quan Thế Âm Bồ Tát. Chẳng hạn chi bây giờ mình không cần nói xa xôi, ở tại địa phương của mình, hay là ở trong xã của mình, ở trong huyện của mình, là giữa cái người giàu và cái người nghèo,
Người nào nhiều hơn, kính thưa các Phật tử, có số lượng nào nhiều hơn? Hả? Số lượng nào nhiều hơn? Giàu nhiều hơn hả? Nghèo. Nói câu giàu nhiều hơn các Phật tử cười. Thầy xin kính thưa các Phật tử, có số lượng người nghèo nó chiếm hết nhiều rồi, 80% rồi. 80% rồi. Người người khác khá là phải là 15%, còn người giàu chỉ 0,5% thôi. Thì bây giờ mình đã thấy những người xung quanh mình họ nghèo họ khổ như thế. Cho nên là mỗi một năm như vậy thì nhà chùa của chúng ta cũng có là phát gạo từ thiện phải không? Phải có, cũng có là những cái việc làm phải nói là nghĩ tới những người nghèo người khổ, họ phát gạo từ thiện rồi cho tập học sinh nghèo. Cái đó là những cái hạnh từ bi giống Bồ Tát Bà Tam. Như vậy thì hiện bây giờ mình á, bản thân của mình á, nếu như á, mình nghèo mình khổ thì không có nói gì rồi. Nhưng nếu như trong đạo tràng của chúng ta, quý nam nữ Phật tử, đời sống kinh tế nó ổn định thì chúng ta nên mở rộng một tấm lòng một chút xíu, chia sẻ với những người phải là bần cùng đói khổ tàn tật đau bệnh. Mình mở cái tấm lòng từ bi, mình có thể giúp đỡ những người đó trên cái điều kiện thực tế của mình. Mình làm được như vậy nhiều á thì rất tốt, không nói gì. Nhiều thì đại phước rồi. Còn thí dụ như làm nhiều không được thì mình làm nhỏ nhỏ, mình làm ít ít. Mình phải có những cái hành động làm như vậy đó, mình mới nuôi dưỡng được cái tâm hồn từ bi của mình. Và cũng từ những cái việc nhỏ nhỏ này, nó giúp cho tâm hồn từ bi của mình càng ngày nó càng lớn. Thì khi tâm hồn từ bi chúng ta nó có sẵn trong lòng rồi, ban đầu nó chưa có, chúng ta làm cho nó phát sanh. Và khi nó phát sanh nó có rồi, chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng cái tâm hồn từ bi này càng ngày càng lớn. Mình làm càng ngày làm, phải nói là càng nhiều những việc từ thiện. Dù cho là mình không giúp đỡ được những người đau khổ xung quanh trước mặt mình, nhưng mà trong lòng mình khởi lên một cái ý niệm là thương xót họ, và mình cầu nguyện cho họ thoát được cái khổ này, hoặc là mình cầu nguyện cho những người có điều kiện, hoặc là quý nhân, hoặc là như thế nào đó, ra giúp đỡ họ. Một cái ý thiện từ bi khởi lên như vậy, cộng với cuộc đời của chúng ta, một ngày, một tháng, một năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, cho đến khi là chúng ta là bóng xế về chiều, thì từ khoảng thời gian chúng ta trẻ cho tới chúng ta lớn tuổi khoảng chừng là 50, 60, 70, thì lúc bấy giờ chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình trải qua 30 năm, 40 năm nó vô cùng ý nghĩa. Nó thật sự là vô cùng ý nghĩa, chứ không phải là thời gian trôi qua với những điều phải nói là thói hư tật xấu trong xã hội. Thì khi hạnh từ bi chúng ta làm chủ được rồi, thì giữa ta với Bồ Tát Quan Thế Âm mới có một sự giao cảm với nhau. Khi mà cái tâm từ bi chúng ta có, cùng với cái hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn của Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Quan Thế Âm là từ bi vô lượng, chúng ta từ bi nhỏ nhỏ, rồi từ từ chúng ta từ bi nhiều. Thì giữa ta có từ bi, Bồ Tát Quan Thế Âm có từ bi, từ hai cái tâm hồn từ bi này nó mới thật sự là tương giao tương cảm. Và từ cái chỗ tương giao tương cảm này, quý nam nữ Phật tử trì niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì giữa ta với Bồ Tát mới có sự thật sự là mới có cơ hội gặp nhau. Chứ còn nếu như mình là chỉ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm trên cái văn tự thôi thì cũng có phước. Có phước chứ không phải không có phước. Nhưng mà những cái điều chúng ta cầu nguyện, những cái trắc trở, những lo lắng, những suy tư, những sự sợ hãi, nhiều khi chúng ta cầu nguyện
mà giữa ta với Bồ Tát Quan Thế Âm hình như còn có cái gì đó nó xa cách. Rồi chúng ta quay ngược lại, chúng ta nói là hình như là Bồ Tát Quan Thế Âm không có linh. Và cũng từ cái chỗ chúng ta nói không linh, cho nên chúng ta thiếu niềm tin. Mà thiếu niềm tin rồi á thì không trì niệm nữa. Tại vì niệm Bồ Tát Quan Thế Âm không có an lạc gì hết, không thấy Bồ Tát giúp đỡ gì hết. Hiểu như vậy là chúng ta chưa thật sự là cái người nhìn sâu về hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta cái kiến thức chưa rộng, và từ đó chúng ta làm hạn chế căn lành, làm xa cách giữa ta với Bồ Tát Quan Thế Âm. Và một cái hạnh nữa của Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta sẵn đây chúng ta nhớ luôn, chúng ta nhớ là Bồ Tát Quan Thế Âm có tu hạnh nhẫn nhục không? Có không các Phật tử? Chúng ta là người dân miền Tây nè, chắc ngồi trong đạo tràng này là chắc hơn phân nửa rồi. Hơn phân nửa là hơn phân nửa số lượng người có từng xem cái vở cải lương là Quan Âm Thị Kính phải không? Có từng xem cái vở cải lương đó không? À, thì thấy là cái cô Thị Kính này là thấy cổ là cô này có tu cái hạnh nhẫn nhục không? Có không các Phật tử? Trời ơi, thầy với các Phật tử là đâu có xa lạ gì đâu mà sao mà ta hỏi lặng thinh nó chơi như thế này. Ừ, có thì la lớn lên, thầy là dân địa phương ở đây, nhỏ lớn lên ở đây, nhỏ đi học trường này, cô Đậm dạy môn toán, mỗi lần gặp cổ là sợ muốn chết. Sợ cổ kêu cho bài. Sợ cô kêu cho bài muốn chết luôn nè. Bởi vậy là người địa phương với nhau không, mà tại sao thầy nói các Phật tử cứ ngồi lặng thinh cứ sợ rụt rè? Đâu có gì đâu rụt rè, yên tâm đi, nghe thầy giảng xong xuôi rồi, xong buổi giảng này mời quý nam nữ Phật tử dừng chân lại, ngồi vào bàn ăn tô uống rượu về. Như vậy thì ai cũng đã từng xem cái vở cải lương là Quan Âm Thị Kính, thì quý nam nữ Phật tử có thấy được cái nỗi quan tình của Quan Âm Thị Kính không? Bây giờ người ta là con gái, người ta giả trai, người ta ở trong chùa người ta tu, mấy cô thị mầu này không biết là cổ đi làm gì đó với ai. Nó bây giờ có con rồi, cái đem lại là đổi thừa là của Kính Tâm. Kiểu này chết rồi, chết rồi Kính Tâm ơi. Ở lộn thầy nói lộn, đổi thừa là của Thị Kính. À, tự nhiên nói Kính Tâm mà nó chốt quốc. Tự nhiên đổi thừa là của Thị Kính. Nhưng bây giờ Thị Kính là trên á, hình tướng là hình tướng con trai, giả trai đi tu, ai cũng nhìn thấy là Thị Kính là con trai, cho nên là đổi thừa của ông này. Mà trong khi là Thị Mầu là con của Quan nữa, bây giờ là con của Quan, cho nên là dù sai nhưng mà nó cũng có cái sao, nhưng mọi người đều cho là đúng, tại con của Quan nói là đúng à. À, cho nên bây giờ tiếp tục Thị Kính phải chịu oan tình. Từ bây giờ chỗ chịu oan tình, bây giờ sanh con ra Thị Mầu không nuôi, Thị Mầu đem trước cổng chùa bỏ, thì bây giờ Thị Kính nè, mà sao không nuôi được, phải nuôi chứ. Rồi những cái tháng ngày mình là người tu mà mình ôm một đứa nhỏ mình nuôi, thì sữa đâu cho bú, lấy gì cho ăn. Cho nên là phải đi xin đầu trên, xóm dưới, xóm trong, xóm ngoài, xóm nào cũng có hết. Chỉ xóm cầu chùa này là chưa có thôi. Tại xóm cầu chùa này nghèo quá, cho nên chắc từ đó Quan Âm Thị Kính không có ghé ở đây. Chứ nếu mà xóm cầu chùa này mà giàu giàu là Quan Âm Thị Kính cũng ghé luôn rồi. À, như vậy thì mỗi lần đi như vậy biết bao nhiêu là nhục nhã, kính thưa các Phật tử. Một người tu sĩ mà ẩm đứt con đi nuôi, mà đi đầu trên xóm dưới xin sữa, xin thức ăn, thì biết bao nhiêu là những lời qua tiếng lại kêu riêu, phỉ báng, nhục nhã biết dường nào. Nhưng mà vì cái hạnh tu hành, cái sự tha thiết trên bước đường tu và oan tình không cần biện giải, Bồ Tát khoát đại nguyện tu hành và nuôi đứa nhỏ cho tới ngày khôn lớn. Đó là những cái oan tình, mà những oan tình nó oan tình quá, là một cái bài học ở đời nó rất là hay. Cho nên những cái mẫu chuyện đó nó lưu truyền cho tới bây giờ.
Thử hỏi bây giờ mình mà chịu oan chút xíu thôi, bị quan chút xíu, nói quan thôi là mình thấy làm sao? Dậy lên phải không? Nhảy đông đổng lên phải không? À, còn những người Bồ Tát Quan Thế Âm là thị kính á, thấy oan tình nhưng mà phải chấp nhận đau khổ 15, 16 năm để mà nuôi một đứa con. Không biết con của ai nữa. Chắc con có quay phim quá. Chắc con có quay phim quá. À, thời của Bồ Tát, thời Quan Âm Thị Kính nó còn đỡ chứ. Chứ thôi bây giờ mà ai mà đem đứa nhỏ trước cổng chùa mà đỡ thừa của mấy thầy ở đây chắc là sẽ trốn luôn quá. Thời bây giờ nó khác á. Chứ thầy xưa nhiều khi là Quan Âm Thị Kính nó còn đỡ là có một cái là cuối cùng khi phát hiện ra là có là người nữ. Cho nên là những cái gì đó nghi ngờ ngày xưa cho tới bây giờ khi mà ngài chết rồi thì nó minh bạch rồi, trong sáng rồi. Cho nên mới đúc kết được vấn đề là cái cô thị màu này cổ là Du Quan. Thì qua cái câu chuyện này mình học được một cái bài học là nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Âm quá hay. Cho nên trong cuộc sống này nhiều khi có những cái chuyện người ta nói, một là để thử mình, du oan thử, cũng như là thầy mới đọc một câu chuyện, thầy thấy là ngày xưa có một cái vị trụ trì sư phụ này, cái vị trụ trì sư phụ này muốn là phải là chấm được cái người đệ tử đó rồi, là muốn chấm cái ông đệ tử đó sẽ là cái người sau này tiếp tục cái cơ nghiệp của một ngôi chùa của mình. Nhưng để thử coi cái tâm hồn của người đệ tử mình có thật sự là tu và có thật sự là tôn trọng thầy tổ hay không. Cho nên là cái vị hòa thượng sư phụ này mới dùng những lời nói du oan giá họa cho cái ông đệ tử này. Có nghĩa là cái chuyện không có mà nói cho có đó, và cái chuyện nhỏ mà xé cho to. Nói ông đệ tử này ổng như vậy đó, để coi lúc này ông đệ tử này ổng phản ứng như thế nào. Nếu như thật sự ổng là người phải nói là tôn trọng thầy tổ và vì cái đạo hạnh tu hành oan không cần biện giải thời gian trả lời, nếu như ổng có suy nghĩ như thế á, thì ổng là một người có đạo đức tốt, có một cái sự nhẫn nhục, thì những người này ở chùa làm đạo mới được. Còn thí dụ như trước những cái điều oan, trước những cái sự phải nói là du oan giá họa mà chịu không nổi mà quay trở ngược lại nói xấu thầy tổ và bỏ chùa đi, thì những người này không thể nào tiếp nối cái mạng mạch của Như Lai. Thì cuối cùng cái vị đệ tử này phải nói là một cái người phải nói là có cái chiều sâu tu hành. Sư phụ ổng nói như vậy mà mình cảm thấy là mình không có, thì từ chỗ mình không có cho nên cũng ngài cũng im hơi lặng tiếng, không trả lời một câu nào. Thì một thời gian sư phụ ổng đã thấy người đệ tử này đúng là cái người phải nói là thay mình, có thể thay mình để mà hoằng pháp nơi địa phương. Cho nên cuối cùng khi vị hòa thượng này viên tịch thì phải nói là giao lại cái sự nghiệp hoằng pháp tại địa phương cho cái vị đệ tử mà thầy mà hòa thượng đã từng thử lòng đó. Thì chúng ta thấy rằng ấy, trong cái cuộc sống xã hội này có rất nhiều oan tình, có những cái chuyện người ta nói oan mình có khi là không có, và cũng có khi có nhưng mà mình sợ mất mặt mình giấu. Nó cũng có những trường hợp đó nữa. Thì từ cái chỗ quan tình đó, nếu như mình vượt qua được, mình có chiều sâu cuộc sống, mình có cái sự phải nói là tu tập bền bỉ, mình có cái tâm hồn nhẫn nhục cao. Nếu như mà mình thực hành được cái tâm nhẫn nhục này, hoặc là trong đời sống hiện tại này mình bị du oan giá họa, mình xem đó giống như là những chuyện bình thường để thử lòng chúng ta thôi. Và chúng ta không giận, không hờn, không buồn, không phiền ai hết. Gặp người đó chúng ta vẫn niềm nở vui cười bình thường. Như vậy thì chúng ta đã trang bị cho mình được một cái tâm nhẫn nhục tuyệt vời. Thì nếu như trong lòng chúng ta có được cái tâm hạnh nhẫn nhục này, thì tiếp tục giữa ta và Bồ Tát Quan Thế Âm
có một cái sự giao cảm với nhau nữa, có một điểm giống với nhau nữa. Như vậy thì giữa ta với Bồ Tát Quan Thế Âm có hai điểm giống rồi. Chúng ta có từ bi là giống Bồ Tát Quan Thế Âm. Bây giờ chúng ta có nhẫn nhục là chúng ta giống Bồ Tát Quan Thế Âm. Bây giờ hai cái điều giống này chúng ta áp dụng vào trong đời sống chúng ta trì danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Lúc này chúng ta trì niệm nè, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lúc này bắt đầu là chúng ta gieo duyên nè, gieo duyên từ ít cho tới nhiều nè. Và cái sự gieo duyên của mình đối với Bồ Tát Quan Thế Âm nó sẽ có kết quả từ giây phút này. Chứ còn nếu như bình thường mình không có hạnh từ bi, mình cũng không có nhẫn nhục, mà mình cứ nghe hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm mình nghe hay quá, và mình cứ trì niệm không, mình cứ trì niệm danh thôi, không cần biết cái gì thêm nữa, thì thật sự nếu mà trì danh không thì chưa đủ. Trì danh không thì chưa đủ, mà chúng ta phải có một cái tâm lượng thương yêu những người xung quanh, và có một cái tâm hồn nhẫn nhục tuyệt vời, thì lúc bấy giờ chúng ta với Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ có một cái phải nói là cái sự gặp nhau. Tại vì trong cuộc sống này, xin kính thưa toàn thể đạo tràng quý nam nữ Phật tử, mình không biết được là ngày mai mình như thế nào, hoặc là tháng sau, năm tới mình như thế nào, không biết là có được bình an, lành lặn, hạnh phúc hay không, hay là nó bị rủi ro một cái điều gì đó rồi nó làm cho cái thân thể mình nó thay đổi đi, thì cái đó là một cái nỗi buồn hay là niềm vui? Đó là một cái nỗi buồn. Một nỗi buồn phải nói là rất là nặng nề đối với những người Phật tử như chúng ta. Cho nên chúng ta sống, chúng ta phải nhìn, chúng ta phải lo xa. Ở trong chùa chúng ta có rất là nhiều pháp bảo, nhưng tại vì chúng ta không có biết là đem ra để sử dụng, cho nên tâm chúng ta bất an. Thầy nhớ có một lần là Thầy đã chia sẻ cùng với quý nam nữ Phật tử chúng ta rồi. Chúng ta sợ đau, sợ bệnh, thì chúng ta có những cái phương pháp nào? Cái phương pháp nào? Sợ đau, sợ bệnh, thì chúng ta có những cái phương pháp nào để chúng ta giải trừ và chúng ta giải bớt những cái nghiệp đau bệnh này ở tương lai? Chúng ta làm cái gì? Hả? Chúng ta làm cái gì? Niệm Phật. Niệm Phật nào? Đó, chính xác. Phải nhớ chỗ này. Phải nhớ chỗ này. Chúng ta tu theo Phật, trong giáo lý nhà Phật và trong vô số chư Phật, chư Bồ Tát, mỗi một vị như vậy đều phát một cái đại nguyện khác nhau. Cho nên tùy theo cái nhìn của chúng ta mà chúng ta gieo duyên với từng vị, từng vị. Chúng ta sợ đau, sợ bệnh, thì trong giây phút này, lúc chúng ta chưa đau, chưa bệnh, chúng ta niệm Phật Diệt Sư. Mỗi một ngày như vậy chừng 10 phút thôi, 15 phút thôi. Tuy là 10 phút, 15 phút, nếu như chúng ta đạt tới cảnh giới nhất tâm thì phước báo là vô cùng rộng lớn. Còn mà niệm từ sáng tới chiều mà không có giây phút nào nhất tâm, nhất tâm chỉ một phút thôi, thì phước báo nó cũng có nhưng mà nhỏ. Cho nên chúng ta sợ đau, sợ bệnh, thì chúng ta trì niệm danh hiệu Đức Phật Diệt Sư để phòng tương lai chúng ta được mạnh khỏe. Và khi chúng ta sợ tai nạn, sợ khổ, thì giây phút này chúng ta đang lành lặn, đang hạnh phúc, nhưng đừng bao giờ chúng ta quên Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong tâm của quý vị từ sáng tới chiều, không lẽ bỏ thời gian ra là 15-20 phút? Không lẽ không có? Cái người nào không có là cái người này phải nói là dở, không biết sắp xếp thời gian. Chúng ta bớt ngủ lại, bớt phải nói là nói chuyện điện thoại lại à, thì chúng ta sẽ có thời gian thôi à, chúng ta bớt xem phim lại, bớt xem ca nhạc lại, có không? Có hết trơn á. Thí dụ như ban ngày chúng ta bận quá, trước khi đi ngủ chúng ta niệm 15 phút, hoặc là khi ngủ dậy chúng ta niệm 15 phút, được không? Không có cái chuyện gì mà không được. Chỉ có là chúng ta là trong tâm chúng ta, trong suy nghĩ của chúng ta là có muốn khởi ý làm hay không thôi. Bởi vậy á, cái nghiệp của chúng sanh á
là trước mắt yêu cầu là an lạc hạnh phúc, thấy được cái vui trước mắt mà không thấy được cái khổ của về sau, của sâu xa. Cho nên mình thấy cái gì vui trước mắt, cái gì có lợi trước mắt là mình cảm, mình thấy là mình thích, mình vui và mình làm. Rồi khi chúng ta thấy khổ rồi, thấy đau bệnh rồi, thấy tai nạn rồi, thì lúc bây giờ mới nói trời ơi, phải trước giờ ráng cố gắng tu tập niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì nhờ cái phước lực, cái tha lực của Bồ Tát gia hộ, thì bây giờ đâu có chịu cảnh như thế này, thế kia, thế nọ. Mình đợi những cái việc nó xảy ra rồi thì mình mới nói như vậy, thì nó làm sao? Nó muộn màng chưa? Nó quá muộn màng rồi. Từ cái chỗ nó muộn màng, cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta ngay từ giây phút này, ở trong nhà chùa của chúng ta, hay nói thẳng ra là giáo lý Phật Đà, Đức Phật Thích Ca thì rất là đại từ đại bi, giới thiệu cho chúng ta rất là nhiều kinh điển, giới thiệu rất là nhiều chư Phật, và giới thiệu rất là nhiều hạnh nguyện của Bồ Tát, để cho chúng ta nhìn thấy, nghe nhận, hiểu biết, rồi phát một cái tâm lành để gieo duyên với các ngài, chứ không phải là giới thiệu để chúng ta nghe chơi. Nếu như những người nào mà bước vào cổng chùa mà tu Phật nghe kinh để là nghe chơi thôi, hoặc là đi vào chùa lại Phật thì cũng lại giống như bao người khác, thì như vậy thì nhiều khi cũng chỉ là một cái pháp lành thôi, chứ nó không giúp chúng ta thật sự là giải quyết được những cái đau khổ, những cái chướng duyên. Trong cuộc sống này nó có những cái nó lạ lắm. Nhiều khi mình sống mình không đụng chạm với ai, không làm cho ai phải buồn lòng, nhưng có những cái nghịch duyên, người ta du quan giá họa mình, người ta nói xấu mình, nói thậm tệ mình, nói những cái chuyện là mình không có. Nhưng nếu như quý nam nữ Phật tử hiểu được câu nhân quả ba đời á, mình hiểu được câu nhân quả ba đời rồi, thì mình phải nên chấp nhận, mình im lặng để mình chịu. Nhiều khi trong hiện tại này mình không gây một ác nghiệp, ác duyên, ác cảm đối với họ, nhưng biết đâu quá khứ chúng ta từng có những cái lời lẽ, những cái hành động làm cho họ đau khổ, họ phiền não. Cho nên đây là cái nghiệp của ngày xưa, trong đời này chúng ta phải trả. Dẫu biết rằng trong đời này chúng ta sống tốt, chúng ta sống thánh thiện, nhưng mà chúng ta không biết được đời trước chúng ta như thế nào. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử, một phần chúng ta trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, một phần chúng ta gieo duyên với ngài, và cũng một phần trong đó chúng ta giải bớt được những cái nghiệp chướng oan khiên. Thầy nhớ mà khi mà thầy mới về chùa Bổ Long á, để mà thầy học tu á, thì lúc bấy giờ là sư cô Giảng Liên á, là mới dạy thầy là bây giờ con mới vào chùa con tu, thôi giờ con ráng cố gắng, con mỗi một ngày như vậy con trì chú Đại Bi từ 5 biến, 7 biến, 15 hoặc là 21 biến. Cái quay lực của chú Đại Bi rất là thù thắng. Cái quay lực của nó rất là mạnh mẽ, tại vì mỗi một câu trong chú Đại Bi là tên của một vị hộ pháp. Cho nên mình trì chú Đại Bi là có rất nhiều những vị hộ pháp, người ta gia hộ cho mình, người ta gia hộ cho mình được bình an, được hạnh phúc, được tu hành tinh tấn, giúp cho mình cái tâm thiện của mình, cái ý thiện của mình càng nó phát triển và nó không thối chuyển, và đồng thời cũng một phần giúp cho mình giải trừ, đoạn tận những cái ác nghiệp, ác ý nó sắp sửa khởi lên. Bài chú Đại Bi này cũng do ai nói? Là người nào phát nguyện nói? Đối các Phật tử. Phải Quan Thế Âm không? Bài chú Đại Bi là do cái sự phát nguyện nói lên từ kim khẩu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta nên nhớ là chúng ta gieo duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm, thì chúng ta có trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm nè, chúng ta đảnh lễ tôn tượng nè, chúng ta tụng kinh Phổ Môn nè, và đồng thời trong đó có thần chú Đại Bi. Như vậy thì chúng ta đã hiểu về hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, và hiểu được cái nhân duyên như thế nào để
Mỗi lúc chúng ta lo lắng, chúng ta sợ hãi, chúng ta cầu nguyện được Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm Gia Hộ, thì chúng ta phải có đầy đủ những điều kiện, chúng ta phải từ bi giống như Bồ Tát. Nhớ nha, chúng ta có nhẫn nhục giống như là Bồ Tát. Rồi hai cái hạnh này chúng ta có. Rồi thường ngày có đảnh lễ tôn tượng, trì danh hiệu, rồi đọc kinh, rồi cũng có là gieo duyên trì thần chú đại bi, ít nhiều gì cũng được. Thì mỗi khi chúng ta lo lắng, sợ hãi, những cái gì nó bất như tâm ý, những cái gì mà chúng ta phải nói là ngoài cái khả năng của chúng ta, ngoài suy nghĩ chúng ta, bây giờ chúng ta cần sự giới hộ của Ngài, thì bây giờ giữa ta và Ngài mới có một cái sự là, mới có một cái sự, một cái năng lực là có thể là tội nguyện cho nhau. Nhưng mà muốn được như thế thì trong hiện tại này quý nam nữ Phật tử phải thật sự có một cái niềm tin tuyệt đối vào Bồ Tát Quan Thế Âm nha. Chúng ta phải có cái niềm tin tuyệt đối vào Bồ Tát Quan Thế Âm thì giữa ta với Ngài mới có sự phải nói là gặp gỡ với nhau như Thầy vừa nói. Thì khi chúng ta đã tin tưởng vào Bồ Tát Quan Thế Âm rồi thì dù trước mặt mình là bất cứ những cái gì đó sắp sửa nguy hiểm, tai nạn, chúng ta trì niệm thì giữa ta với Ngài sẽ có được cái sự cứu hộ. Và quý nam nữ Phật tử, Thầy xin nhắc lại là chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối, chứ đừng có suy nghĩ là không biết là Bồ Tát Quan Thế Âm thật sự là có linh hay không. Để hôm nào mình về mình thử coi, hôm nào mình về tại mình thử coi, nghe nói Bồ Tát Quan Thế Âm là phải nói là cứu khổ cứu nạn, nào là cái nạn lửa cũng cứu nè, cái nạn mà nước Ngài cũng cứu nè, rồi nạn quỷ là sát là gió bão nữa đó, rồi nạn lao tù nè, lao tù ngục tối là Ngài cứu hết. Bây giờ mình không biết thử, mà không biết là Bồ Tát Quan Thế Âm có thiệt hay không, mình thử. Cho nên cái mình chạy ra cái mình này tạo biết như là những cái nghiệp xấu, những cái tội lỗi nè, tham lam trộm cắp giật dọc, rồi khi bị bắt vào trong tù lúc đó niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thử có Ngài có cứu hay không. Cái người nào dại dột thử có cứu hay không. Cái người nào mà suy nghĩ như thế là dại dột, đó là chết liền. Bồ Tát Quan Thế Âm sẵn lòng từ bi cứu khổ, nhưng với một cái con người nào đó bị ngục tố, bị ở tù mà bị oan tình thì sẽ có được cái sự gia hộ Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng giữa người này với Bồ Tát Quan Thế Âm phải có sự gieo duyên với nhau từ trước, thì khi lâm nạn xưng danh mới có sự hiệu ứng. Còn từ trước cho tới bây giờ toàn là ngồi quán cà phê xem phim, uống nước rồi ngồi đó là nói tầm bậy nhiều, thị phi nhiều, mà bây giờ đụng chuyện niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, xin lỗi tới không kịp. Chắc xin lỗi tới không kịp quá. Xin lỗi tới không kịp. Cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta nhớ chỗ này nha. Muốn gieo duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm là phải có cái thiện duyên từ giây phút này, phải gieo duyên với Ngài thì mới có được cái sự giúp đỡ. Hoặc là người nào đó không biết là Bồ Tát Quan Thế Âm thật sự là có linh nữa hay không đó. Bữa nào đi ra đi qua bên Tân Mỹ bệnh đó, đi đò qua sông nửa chừng đó, mình bay xuống nước coi. Thử coi là rửa lúc đó mình niệm Quan Thế Âm, thử coi Quan Thế Âm Bồ Tát là có cứu hay không. Bay xuống đi, biết lội á, thì có thể là còn đỡ còn biết lội thì ở dưới luôn. Cho nên nhiều khi chúng ta phải hiểu Bồ Tát Quan Thế Âm giúp đỡ trên tinh thần là chúng ta phải tin tưởng Ngài, chứ không phải là chúng ta thử Ngài. Chúng ta là nhiều khi mình nói giống như là xã hội thế gian đó, cái phước đức của mình như thế nào mà mình khởi một cái tâm là mình thử những cái bậc đại từ đại bi, cái tâm mình là tâm phàm phu, tâm chúng sanh, phước mỏng nghiệp dày, ngày nay thì ngồi đây không biết là ngày mai, ngày kia, ngày mốt, ngày nọ như thế nào, mà khởi một cái tâm ý bất kính thử. Như vậy là coi như là chúng ta bị tổn phước rất nhiều. Cho nên đối với Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta tu, chúng ta khởi lên một cái ý niệm trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm là đã có một cái phước lành rồi. Nhưng nếu như trong cuộc sống này giúp đỡ được những người nghèo khổ, đói rách, cơ hàn bệnh tật xung quanh chúng ta, khởi được một cái mình giúp đỡ được là mình có được một xíu tâm từ bi. Giúp đỡ không được, khởi ý thương họ, cầu nguyện cho họ có được người khác giúp đỡ, đó tiếp tục là cái từ bi thứ hai. Mà nhẫn nhục được trong cuộc sống này, trong cuộc sống này thì thị phi dãy đầy, oan tình cũng dãy đầy,
Mà nếu như chúng ta có được một cái tâm phải là nhẫn nhục tuyệt vời, thì giữa ta tiếp tục với Bồ Tát Quan Âm có một cái sự gặp nhau nữa. Và chúng ta nên nhớ từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm, hoặc là nhẫn nhục, mà nói nhẫn nhục đi, nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm là nhẫn nhục không có một cái sự là mưu mô để trả thù. Chúng ta nhớ cho cái chỗ này nha. Bồ Tát nhẫn nhục, nhưng mà nhẫn nhục trên tinh thần là để tu tập và hỷ xả, chứ không phải là ai đó chọc kẹo mình, gây thù quán mình để dành đó, mình chịu nhẫn. Mình nhẫn rồi 5, 10 năm sau mình trả thù cũng không muộn. Nếu suy nghĩ như thế là giữa ta với Bồ Tát không gặp nhau luôn. Cho nên là nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm là cái sự nhẫn nhục, phải nói là nhẫn nhục trên tinh thần là phải nói là buông xả, không oán hận, không thù hiềm. Thì cái nhẫn nhục của Phật Pháp, cái nhẫn nhục của Bồ Tát là như thế. Cho nên quý nam nữ Phật tử tại địa phương, tại chùa Bổ Long chúng ta, hoặc là tại huyện Chợ Mới của chúng ta nói chung, hôm nay các Phật tử có duyên được biết tới Phật Pháp, biết tới chùa chiền, và ít nhiều gì cũng đã biết hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Như vậy khi mình đã biết rồi thì toàn thể chúng ta đừng có sống trên cái biết đó, nó uổng lắm, mà phải sống trên cái tinh thần là tu tập theo hạnh nguyện của Bồ Tát, có nhẫn nhục, có từ bi. Rồi giây phút này trì niệm thật nhiều danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, sắp xếp thời gian nhất định một thời khóa nào đó, từ 2 thời, 3 thời, 4 thời đó, chúng ta tự mình sắp xếp đó, chúng ta phải là ít xem phim, ít xem ca nhạc, ít ngủ lại, thì chúng ta sẽ có cái thời gian, thời khóa nhất định để mà chúng ta trì niệm. Và cái lợi ích, cái phước báo trì niệm như vậy là nó vô cùng thù thắng, cái phước vô hình không thể nào nói được. Nhưng trong cuộc sống chúng ta có những gì lo lắng sợ hãi mà chúng ta tưởng niệm tới danh hiệu Ngài, mà những cái điều bất trắc của chúng ta được giải quyết, có người giúp đỡ, là chúng ta thấy là chúng ta có phước đó. Là chúng ta thấy là giữa ta trì niệm danh hiệu Bồ Tát, nó đã có được một cái sự thần giao cấp cảm rồi đó. Cho nên là kính thưa quý nam nữ Phật tử, cho nên là chúng ta đã có nhân duyên biết Bồ Tát Quan Thế Âm rồi, thì ngay từ giây phút này quý nam nữ Phật tử nên thường ngày như vậy, ít nhất là 2 thời khóa gieo duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm, để nhằm giúp đỡ cho chúng ta trên bước đường tương lai, không biết là những cái chuyện gì nó sẽ xảy ra đến với chúng ta. Nếu như chúng ta hôm nay chúng ta trì niệm, thì cái phước báo này giúp cho chúng ta đoạn tận, giải trừ những cái tai nạn mà sắp tới chúng ta sẽ gặp. Và nếu như thật sự chúng ta là những người có phước báo mà tương lai chúng ta không có những cái tai nạn, nhưng mà nhờ trì danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, tu những cái hạnh quý giống như Ngài, thì cái phước báo đó mình sẽ, ngoài cái vấn đề là giải trừ những cái tai nạn, nếu chúng ta không có thì cái phước báo chúng ta nó sẽ tăng vọt lên thôi. Sẽ tăng vọt lên, cho nên nó không có cái gì là nó không có ích, không có cái gì là vô bổ, trừ khi nào mà chúng ta làm những cái việc không tốt mới vô bổ, không lợi ích. Còn nếu như mình niệm Phật hoặc là trì chú, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì phước báo nó là vô cùng rộng lớn. Chính vì cái chỗ là vô cùng rộng lớn, cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta hằng ngày nhớ gieo duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhìn thấy tôn tượng, mình xá kính một xá. Nhìn thấy kinh Phổ Môn, mình xá kính một xá. Rồi tiếp theo nữa là trì niệm danh hiệu của Ngài. Cứ như thế áp dụng trong cuộc sống ở chùa chiền, hoặc là ở nhà quý nam nữ Phật tử, hoặc là đi đường, hoặc là đi học, hoặc là trong lúc làm việc. Thì từ những người già 70-80 tuổi cho tới là các em nhỏ nhỏ, người nào cũng có thể thực hành được hết. Cho nên giây phút này chúng ta đã biết Bồ Tát Quan Thế Âm rồi, thì kính mong toàn thể quý nam nữ Phật tử ai cũng gieo duyên trì niệm, đừng bao giờ quên lãng, để ta với Bồ Tát Quan Thế Âm lúc nào cũng có một cái nhân duyên gặp gỡ với nhau. Và từ cái chỗ gặp gỡ với nhau, có những cái điều sợ hãi, lo lắng, phiền não,
thì khi chúng ta khấn nguyện thì sẽ được Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ rất nhiều. Đó. Một lần nữa xin cảm ơn quý nam nữ Phật tử hôm nay đã dành thời gian để về chùa tu tập sám hối và lắng nghe những chia sẻ của Thầy về hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì thật lòng mà nói thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, trong cuộc sống thì ai cũng sợ những cái tai nạn, ai cũng sợ những cái bất trắc. Chính vì mình sợ cho nên bây giờ quý nam nữ Phật tử chỉ có tu tập mới chuyển được những cái nghiệp. Còn nếu như mình sợ mà mình không có cái sự tu tập thì khi nghiệp nó tới rồi thì cái sợ này cũng không giải quyết được gì. Cái sợ này không giải quyết được gì cả, mà chỉ có cái phước mới giải quyết được mà thôi. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử chúng ta nên tu tập thường ngày nhớ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để được tai qua nạn khỏi và đời đời được bình an hưởng trọn vẹn phước lành. Và Thầy xin dừng lại bài chia sẻ Phật Pháp tối hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời Phật tử chúng ta khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A